Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao nhiều người lên tiếng chống Vingroup Ngày 20 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của tác giả Chu Hồng Quý có bài Vingroup, vì sao chúng ta phải lên tiếng Tác giả đặt các câu hỏi ai ghét và ai muốn diệt Phạm Nhật Vượng với Vingroup Không ai quen biết, chẳng ai oán thù Phạm Nhật Vượng thì thương ghét để làm gì? tại sao người ta phải lên tiếng hình ảnh status trên trang cá nhân chù hồng quý và tác giả trả lời người ta chỉ xót xa và thấy có trách nhiệm phải lên tiếng bằng bổn phận của một công dân đất đai là máu và nước mắt của dân oan là mồ hôi nhiều đời của cha ông để lại tài nguyên và nguồn lực quốc gia là hữu hạn tiền anh vượng đầu tư ở singapore để nộp thuế cho xứ người khi lập công ty con ở Singapore hay thiên đường thuế Cayman Island không phải lấy từ mấy gói mì tôm anh ấy mang về từ Ukraine. Tác giả dẫn số tiền mà Vingroup và các công ty con nợ vào ngân sách tính từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 9 năm 2022 vào khoảng 150.000 tỷ đồng, tương đương 6,5 tỷ USD. Trong 150.000 tỷ đó, phần lớn gần 60% là tiền thuế đất và các nghĩa vụ khác. Tiền thuế đất càng nhiều thì tài nguyên quốc gia vào tay Vingroup càng lớn, đất nước được lợi gì? Tác giả cho rằng, trong khi nền kinh tế của chúng ta còn thiếu vốn cho nhiều doanh nghiệp, dự án khả thi, thì Vingroup đang có kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu cho công ty VinFast của Singapore kinh doanh để nộp thuế cho xứ người. Tác giả đặt vấn đề liệu có thực sự Phạm Nhật Vượng không mánh mùng, không móc ngoặt không tay trong tay ngoài và bây giờ có phải đã thành công nhờ thực lực thật không ở xứ này bất cứ mọi đại gia bất động sản nào có dám đảm bảo mình không mánh mung không móc ngoặt không tay trong tay ngoài mà kiếm được dự án tiếng oan dậy sống của người dân thủ thiêm hơn hai thập kỷ tới nay vẫn còn ai oán hình ảnh một bài bình luận về những thành tích tạo ra oan khuất của vinhomes tác giả tiếp tục đặt loạt câu hỏi thành công nào cho xe điện tàu mang nhãn hiệu vinfast vinfast cấm cờ nào trên đất mỹ cờ singapore hay cờ anh quốc đại diện cho xứ thiên đường chuyển thuế cayman island nơi vinfast singapore có công ty con theo tác giả Vingroup còn cổ suý cho một thói hành xử vô pháp nếu doanh nghiệp nào cũng như Vingroup khi có vấn đề rắc rối với chất lượng sản phẩm bán ra thì kêu công an liệu đất nước này còn luật pháp dùng tiền để dựa vào uy lực của an ninh trong các ứng xử với khách hàng thì tồn tại sao nổi trên một xứ sở thượng tôn pháp luật như nước mỹ tác giả nhận xét chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng vụ sbac cổ phiếu vfs vừa mới lên sàn phiên đầu tiên mà báo chí truyền thông đã nổ sập trời tác giả bình luận giá trị vốn hóa được quyết định bởi dòng tiền mà dòng tiền thì do các nhà đầu tư trên thị trường quyết định và không phụ thuộc vào người sở hữu nó chỉ một phiên giao dịch cũng có thể nhân đôi hay chia hai tài sản tài chính của họ bởi vậy vốn hóa thật ra chỉ là một giá trị ảo giá trị thực mà công ty sở hữu là giá trị kế toán và có thể cả giá trị thương hiệu nữa giá trị kế toán thì vingroup đang âm vốn chủ sở hữu nợ phải trả lớn hơn tài sản đang nắm giữ. Thương hiệu thì không có công nghệ, chỉ nhập xe tàu về bán. Vậy giá trị thực của Vingroup có gì? Chỉ duy nhất có lòng yêu nước cuồng loạn của đàn ngạo nghệ viên và nỗi đau của dân oan mất đất, mất nhà. Tác giả mỉa mai, báo chí cứ săn sái xăm xăm đi thống kê giá trị vốn hóa của Phạm Nhật Vượng. Đó là trào lưu, thủ dâm tinh thần, coi giá trị ảo hơn giá trị thực thích ngửi hơn ăn thích nhìn hơn nắm cuối cùng tác giả cảm thán trẻ nghèo không có cơm ăn áo mặc không đủ sách tới trường nhưng phải xây tượng đài cổng chào thật to để ngồi ngắm quên ăn hàng trăm doanh nghiệp đã bị người ta thâu tóm để mình trở thành làm thuê cho họ nhưng vẫn tự hào ngạo nghễ vì thắng họ một trận bóng giải ao làng đất nước có bao giờ được như thế này chưa Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Vì sao nhiều người lên tiếng chống Vingroup Sau màn ra mắt hoành tráng là hiện thực tàn khốc cho VinFast Dù được phố Bonsa TV ủng hộ Ngày 20 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của tác giả Lâm Bình Duy Nhiên Có bài bình luận ngắn VinFast có phố Bonsa TV ủng hộ hết mình Tác giả cho rằng dẫu phố Bonsa TV có ra sức chứng tỏ mình công tâm và khách quan trong mọi chuyện, nhưng câu trước câu sau, kênh vẫn thể hiện lập trường thân chính quyền trong nước. Tác giả nhận xét, người nghe không khó để nhận thấy phố Bonsa TV ủng hộ VinFast và Phạm Nhật Vượng, từ chuyện sản xuất xe sang chuyện VFS lên thị trường chứng khoán Mỹ. Hình ảnh status của tác giả Lâm Bình Duy Nhiên Phố Bonsa TV mời chuyên gia trading để phân tích sự kiện cổ phần VFS tăng mạnh đến 68,45% và đóng cửa với giá trị 37,06 USD một cổ phiếu chỉ trong ngày giao dịch đầu tiên. Chuyên gia cũng có cảm tình với VinFast nên không khó để thấy các anh khen công ty và chiến lược đúng đắn của Phạm Nhật Vượng khi sản xuất xe và đặc biệt là quyết tâm xâm nhập thị trường Mỹ. Các anh dự đoán cổ phiếu VFS sẽ tăng mạnh trong vòng 3-4 ngày nữa sau ngày đầu tiên giao dịch để đạt tổng giá trị khoảng 250 tỷ USD thì sau đó giá cổ phiếu mới yên. Tác giả mỉa mai bình luận trớ trêu là kể từ ngày giao dịch thứ hai cổ phiếu VFS đã tụt dốc và đóng cửa với trị giá thấp. Cho đến ngày thứ sáu 18 tháng 8 VFS giảm thêm 23% chỉ còn 15,4 USD một cổ phiếu. Thị trường chứng khoán quốc tế không đơn giản. Các công ty mới nổi như VinFast khó lòng thu hút được các nhà đầu tư vì có quá nhiều câu hỏi liên quan đến công ty, đến sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ của công ty. Tác giả đánh giá truyền thông trong nước và báo chí hải ngoại thân Hà Nội như phố Bonsa TV, dẫu có hô hào và khen ngợi VinFast và Phạm Nhật Vượng thì sự thật những gì đang xảy ra trên sàn Nasdaq những ngày qua là câu trả lời phủ phàng cho cổ phiếu VFS. Theo tác giả làm truyền thông nên cẩn thận khi đưa tin, không khéo có không ít người với chút tiền dành dụm nay vì tự hào người Việt, hàng Việt đầu tư vào cổ phiếu để rồi thua trắng tay. Phương châm, cái gì mua không được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền được nhà nước Việt Nam áp dụng thành công đặc biệt với các khúc ruột ngàn dặm. Hình ảnh bà Lê Thị Thu Thủy cùng các đối tác và nhân viên của VinFast trong ngày VFS chính thức niêm yết tại sàn Nasdaq. Được biết, chỉ sau 4 phiên giao dịch, cổ phiếu VFS của VinFast trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ đã lao dốc không phanh, bốc hơi đến 62%. Giá của VFS đã rơi từ đỉnh 37 đô la một cổ phiếu Lúc đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên ngày 15 tháng 8 xuống còn 13,75 đô la một cổ phiếu vào lúc 22 giờ 40 ngày 18 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Kéo theo đó, vốn hóa của công ty cũng giảm từ 85 tỷ đô la vào ngày 15 tháng 8 về gần 32 tỷ đô la vào ngày 18 tháng 8. Đây cũng là cổ phiếu giảm mạnh nhất trên sàn Nasdaq. Cùng với đó, các cổ phiếu khác của Vingroup ở Việt Nam như VIC, Vingroup, VHM, Vinhomes và VRE, Vincom cũng giảm sàn. Vào ngày 15 tháng 8, khi VinFast chính thức niêm yết cổ phiếu VFS lên sàn Nasdaq, giá chào sàn ở mức 22 đô la một cổ phiếu và khép phiên giao dịch đầu tiên ở mức 37,11 đô la một cổ phiếu báo chí Việt Nam và kênh phố Bonsa TV đã đồng loạt tung hô reo mừng. Họ cho rằng sự kiện ngày 15 tháng 8 đánh dấu một bước tiến lớn trên con đường hiện thực hóa giấc mơ toàn cầu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Thông qua việc niêm yết ở Mỹ, VinFast thể hiện vai trò tiên phong ra thị trường vốn quốc tế, đồng thời chứng minh rằng các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể đáp ứng các tiêu chí khắc khe của thị trường lớn bậc nhất thế giới bà lê thị thu thủy ceo của vinfast lúc đó bà hoa rằng trở thành công ty niêm yết tại mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của vinfast đây không chỉ đơn thuần là những giao dịch trên thị trường chứng khoán mà còn ghi nhận niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của chúng tôi cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi là làm cho các phương tiện điện thông minh an toàn và thân thiện với môi trường trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người không biết trước thực tế khốc liệt tại thị trường Mỹ liệu Vinfast có thể trụ được trong bao lâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. D với bản tin sau màn ra mắt hoành tráng là hiện thực tàn khốc cho Vinfast dù được phố Bonsa TV ủng hộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo. D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d